Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước và ngày càng được thu hút đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực. Lấy ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế. Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư cho các quận, huyện ngoại thành. Mà trong đó, Cần Giờ đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn. Từ những lợi thế hiện sẵn có như khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng 38.000 hectare, di tích lịch sử quốc gia Rừng Sát, bãi biển 30 tháng 4, khu du lịch Lâm Viên, khu du lịch Vàm Sát, cùng với hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp trong tương lai gần, Cần Giờ sẽ phát triển trở thành một khu đô thị vệ tinh và là trọng điểm về phát triển đô thị du lịch sinh thái của thành phố. Là nhà đầu tư lớn, tập đoàn Vingroup luôn đi đầu trong công tác phát triển các khu đô thị, khu chung cư cao cấp trên khắp cả nước. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố, tập đoàn sẽ đầu tư khu đô thị sinh thái biển Cần Giờ thuộc xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh với quy mô 2.870 hectare. Là dự án lớn biển lớn nhất tại Việt Nam, sẽ đánh thức tiềm năng du lịch biển Cần Giờ kết hợp cùng với các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất. Khu đô thị du lịch hình thành trong tương lai sẽ khiến thương hiệu của thành phố ngày càng nổi bật, thu hút được những lượt khách doanh nhân, người nổi tiếng đến Cần Giờ nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870 hectare. Trong đó, diện tích đất xây dựng các khu chức năng là 1.998 hectare. Diện tích mặt nước biển nhân tạo, kênh dẫn là 872 hectare. Để có được khu vực lớn biển này, cần thực hiện san lấp với 122 triệu khối cát, nạo vét khu vực biển hồ 11 triệu khối, xây dựng hệ thống kè bờ biển 21 km với khoảng 2,5 triệu khối đá học các loại. Cùng với đó, phải thay thế các biển lẫn bùn bề mặt bằng cát trắng ở khu vực bãi tắm, khối lượng dự kiến khoảng 1 triệu khối, và các bãi phù sa ngăn chặn bùn vào khu vực biển hồ. Với quy mô, khối lượng thi công khổng lồ, đòi hỏi huy động lượng vật tư san lấp cũng như thiết bị thi công lớn nhất, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Đây sẽ là một dự án mang lại nhiều điểm nhấn cho nhà đầu tư cũng như đơn vị tham gia thi công. Công tác xây dựng hạ tầng bao gồm các công tác nền móng, khung kết cấu chính và hoàn thiện. Ban đầu, các khu vực trọng điểm sẽ được ưu tiên xây dựng trước. Tiếp theo là các công trình có quy mô nhỏ hơn. Hệ thống cảnh quan đô thị dần dần sẽ được hiện ra, biến vùng biển Cần Giờ trở thành một khu dân cư sầm uất và sang trọng bậc nhất trong cả nước. Khi hoàn thành, tiềm năng du lịch biển được đánh thức, Cần Giờ sẽ trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tầm cỡ khu vực, một điểm đến mới cho Hoàng Ngọc.